Đó, thì bây giờ mình đang đứng trước nhà của Hồng Loan là nha các bạn. Đó, những anh em đang khiêng đồ vô chỗ của chú Vũ Linh. Đó, mình về cái bàn thờ chú Vũ Linh cho các bạn xem luôn. Đây, dinh kệ vô nha các bạn. Đó, để đồ mỹ phẩm cho Hồng Loan bán đồ á. Còn cô giấu câu gì cho người ta? Đó, thì đang dinh kệ vô chú Vũ Linh đó nha các bạn. Thì bây giờ là Hồng Loan đang đóng đồ để giao cho khách hàng. À, mình đang đứng đây. Là hôm nay là ngày chủ nhật nha các bạn. Cô Viên Viên. Đó, Viên Viên nha, con của Bùm Bùm nè. Đó, cưng không cả nhà. Bim 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 bim. Đó, Viên Viên rất là dễ thương luôn. Cả nhà, bây giờ Hồng Loan mới về tới nè nha cả nhà. Đó, thì mình qua đây mình cho các bạn xem đây, cô chủ đã về tới nhà. Đó, chuẩn bị xuống xe nha cả nhà. Đó, thì cô chủ đang đang đi nha. Đó, bây giờ chuẩn bị nha các bạn. Đó, chuẩn bị xuống xe nha. Đây, bây giờ mình đứng ở đây mình không có thấy đâu các bạn ơi. Lấy đồ, đang lấy đồ xuống đi, phụ Hồng Loan đi. Đó, xuống rồi đó. Đó, dinh đồ xuống nè. Đó, mới vừa về tới luôn nha các bạn. Đó, Hồng Loan đi lấy hàng, mới vừa về tới. Đây, bỏ đồ vô luôn. Cầm cầm vô cái này dinh vô. Đó, dinh hàng vô nhà. Đó. Đó, ba miền là đang dinh phụ nha các bạn. Hồng Loan mới vừa dinh hàng về nha các bạn. Đây. Đó, có một cô đang mua đồ của Hồng Loan đang trong nhà luôn. Đây. Đó, thì cô này đang mua đồ của Hồng Loan nha. Đó. Đó. Mất 10 ngày. Hồng Loan hả? Em. À, là đi về quê hả? 10 ngày là mất bao nhiêu view ấy? Đó, thì khách hàng đang mua đồ trong nhà của Hồng Loan này nha các bạn. Đó, cô chú và các bạn xem ủng hộ nha. Đó, thì đấy. Đó, thì cô khán giả đó mới vừa ra thì thăm. Đó, màn hình của chú Vũ Linh nằm ở trên này nha các bạn thấy không? Bây giờ thấy nước bạn có nhiều lần. Đó, treo ngay chỗ đó luôn á. Đó, cái nút bạc của Hồng Loan á, Hồng Loan được gần 200.000 người đăng ký kênh rồi nha các bạn. Nút đỏ, nút vàng bao nhiêu rồi? Nút vàng bây giờ tới 1 triệu lên. Nào còn hỏi nút vàng bao nhiêu nữa. Trời ơi, có biết ở đâu có bạc còn chưa được á, đừng nói là vàng bao nhiêu. Kim cương nữa còn dữ dằn luôn nữa chứ trời ơi. Đó, khách hàng mua quá trời đồ luôn cả nhà. Này là chuẩn bị để ủng đi giao hộ á. Cho Hồng Loan rất là nhiều luôn. Đó. Bây giờ là đóng đóng 4 5 người đóng không hết luôn nha các bạn. Đó, nhớ vô ủng hộ cho Hồng Loan nha. Còn đơn hàng khủng không? Nước ngoài mua rất là nhiều luôn, gửi qua tới bên Úc luôn nha các bạn. Ủng hộ cho mình nha các bạn, kênh Long Võ Vlog nha các bạn. Mình mới vừa làm về Hồng Loan thôi. Mời các bạn vô ủng hộ cho mình nha. Mình sẽ có thước phim một tuần vài thước phim Hồng Loan cho các bạn xem. Đó, bùm bùm gà. Bùm là mẹ của Diêu á, mẹ bé Diêu cơ.
trời hàng luôn các bạn, đống hàng quá trời luôn. Đó, 4-5 người luôn, đóng hàng không kịp luôn nha các bạn. Bữa nay chủ nhật rất là nhiều hàng luôn. Đó, mọi người mua rất là nhiều. Thiết quá trời dưới đất nhà tôi chú nào đó, thấy chưa? Mở cửa ra nhìn nè, đó, quá trời đồ không? Đó, đang ôm hàng nha, rất là nhiều rồi nha các bạn. Đang đóng gói cho người ta nè. Đây bùm 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 bùm, nói đi là kỹ lắm, dán kỹ đó, bùm bùm nha các bạn. Một bông đang cầm đó là cây chống nắng loại dạng xịt đó. Còn loại cây chống nắng mà cái đầu tiên đó 200 mấy là giờ cháy hàng rồi, đâu có nữa đâu. Trời, nó xài tốt lắm. Bưng ra nè, quá trời quá trời quá trời luôn. Hôm nay chủ nhật đóng hàng rất là nhiều. Đây, một bụp đứng thấy không các bạn? Đó, bây giờ vô lấy hàng nữa nè, ra chút ra cho. Đó, chở đó, chúng ta chở đi. Chở hàng đi nè các bạn. Chở mấy này đi nè, chuẩn bị hết rồi. Tới lấy hàng chở đi. Bữa nay chủ nhật rất là nhiều hàng luôn. Còn nhiều lắm các bạn, đóng tới tối chưa hết luôn á. Còn cái này vô tích rồi. Đang quay YouTube đó đúng rồi. Hả? Còn bùm đang quay YouTube. Đang quay YouTube á. Bùm bùm có YouTube đó hả? Mình quay lại có chứ, có kênh đó, có kênh đó. Kênh view nhiều lắm á. Bùm bùm hả? Shipper vô lấy hàng này các bạn. Lấy hàng đi vào cho người khách. Ờ. Mình xin kết thúc nha các bạn. Mình sẽ quay một khúc cho các bạn xem là nhà của Hồng Loan đó. Các bạn đó, bùm bùm đang quay phim luôn nè đó. Rồi mình xin kết thúc livestream nha các bạn.